Đi thôi đi thôi. Hả? Cái gì vậy? Có gì đâu. Tại á, lúc mà anh Hồng á, là em cũng Hồng theo, giữ khoảng cách hai thằng là 30 mét. Đừng có anh Hồng mà em dồn lên, lỡ ở trước có chuyện gì anh xử lý gấp là em đâu có anh luôn á. Đó, bởi vì chưa quen á, em đang, em xài, em chạy tay ga á, chưa quen. Lúc mà qua thì em giảng em đi qua luôn. Lúc mà em qua được em qua luôn, anh dí lên sau. Okay. Còn lúc nào mà em xử lý được ở phía sau á, anh dồn là em phải dồn. Ở trên nó có thể là có một chốt á, cứ đi 70 thôi. Đi qua đó thì anh tăng ga thì em tăng ga. Ok. Tới cái đoạn này là chuẩn bị mình đi thẳng, ai đi bảo lộc Lâm Đồng thì đổi trái. Lúc này đã làm được không? Có ai làm được mãi không? Có đi đâu rồi chưa biết đâu. Later. Thank you.